Ok, xin chào mọi người. Mọi người đã biết gì về Dion TV chưa? Nếu chưa biết thì hãy nhanh chóng chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem Dion TV có những gì nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video về cũng là cái chủ đề Back to Cool. Thì tôi đã có làm một cái video về Back to Cool rồi, nếu ai chưa xem thì nhớ kéo lại để xem nha. Ok, thì lần trước tôi đã làm một cái video là hướng dẫn về cái sự chuẩn bị chúng ta về cái mặt thủ công đó, về việc quay trở lại trường. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tải những cái app mà để học trên điện thoại tốt hơn. Điện thoại mà chơi game ra cũng hay dùng để học mà. Mà tôi nghĩ thì thời đại 4.0 rồi, ai mà không có một cái điện thoại đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái app mà để học một cách bổ ích nhất và tiện lợi nhất. Và những cái app đó là app gì mà chúng ta cùng nhau xem nhé. Ok, thì cái app đầu tiên tôi giới thiệu là nó là một cái app, nó có hình một cái con robot màu trắng, đó là cái app đó tên là Giải Toán. Thì đây là dành cho những cái bạn nào mà đối với môn toán là một cơn ác mộng. Tôi ngày trước biết tới cái app này sớm là tôi không thể gặp ác mộng rồi. Thì bây giờ đúng là khi mà tôi ra trường rồi thì bắt đầu nó mới có những cái app này. Oh my god, là sao? Thì ok, thì tôi sẽ test cái app này cho mọi người xem nha. Và nó rất là lợi hại luôn. Để xem nhé. Ok, thì khi các bạn bấm vào cái ứng dụng đó và tải được cái ứng dụng đó rồi thì các bạn sẽ gặp một cái giao diện như thế này. Thì các bạn có thấy cái nút chụp hình ở bên dưới không? Thì điều bá đạo là bắt đầu từ đây. Thì các bạn chỉ cần bấm vô, nó sẽ hiện ra như thế này. Ủa lộn. Ồ, không, tôi bấm lộn á. Dính lên cái trên. Đó, nó sẽ ra một cái màn hình như thế này. Thì chúng ta sẽ chụp vô cái bài chúng ta cần. Thì đây, tôi có chuẩn bị một cuốn tập toán hồi xưa tôi học toán lớp 12 này. Chúng ta sẽ chụp, canh cái đèn chụp nha. Đó, thì chúng ta sẽ kéo cái thanh này ra cho nó khích hết cái đề nha. Đây tôi sẽ chỉ kéo cái thanh này ra cho nó khích cái đề thôi. Ok, bấm. Thì sau khi bấm thì nó sẽ đưa ra lời giải cho các bạn. Nhưng mà cái ứng dụng này nó hơi bất tiện chút là nó sẽ đưa ra rất là nhiều lời giải. Mà giải cái đề này nó theo rất là nhiều cách, cho nên các bạn phải ngồi mất thời gian để lựa coi cái cách nào đúng theo cái đề mà các bạn quy ra. Ok, nó sẽ lấy hơi đâu nha. Nói với tôi thì tôi thấy cái ứng dụng này nó khá là hay và có nhiều cái ứng dụng khác nó cũng có cái chức năng tương tự, nhưng mà tôi thấy thứ nhất là nó chụp rất là khó, chụp nó không có ăn, kiểu như nó quét qua mà nó ghi là không có ăn cái đề, cái là phải canh những đó không ra nè. Đây là cái đề mà tôi đã chụp lúc nãy, đây nó ra khá là nhiều luôn, thì các bạn phải nhớ là tìm thử coi. Thì cái bài này đáp án của tôi là nó ra là m bằng 1, thì để tôi xem cái đáp án có đúng hay không nha. Tôi xem cái xem lời giải đầu tiên nè, thấy chưa nè, m bằng 1, giải khá là nhiều luôn á. Đây, đáp án M bằng 1 đúng với đáp án trong tập tôi đã giải hồi xưa. Thì ok, thì theo tôi là cái ứng dụng này nó khá là tốt. Và ngoài cái đáp án đưa ra thì nó còn khá là nhiều những cái lời giải khác. Thì nếu như bạn có hứng thú xem thì có thể xem luôn các cách giải theo các nhiều cái phương thức khác nhau khác. Ok, thì tôi thấy cái ứng dụng này cũng khá là ok. Ok, và vẫn còn hai ứng dụng nữa. Thì tôi cảm thấy là hai ứng dụng này nó thích hợp hơn là để chúng ta tìm tài liệu hơn là giải bài. Thì đó chính là Vietjet và Đời Giải Hay. Thì tôi thấy hai cái ứng dụng này khá là đầy đủ các thông tin từ lớp 1 tới lớp 12 luôn nha. Nó có tài liệu từ lớp 1 tới lớp 12 và đủ tất cả các môn luôn, không thiếu một môn nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử nhé. Ok, thì đây là ứng dụng của cái ứng dụng Vietjet. Thì tôi thấy là này, các bạn có thể thấy là nó đầy đủ hết tất cả các môn nè. Soạn văn, văn mẫu, toán, vật lý, hóa, bản đồ, tiếng Anh, tin học luôn. Soạn văn nè, đủ tất cả các loại luôn. Thì ở đây tôi đã chọn Vietjet lớp 12. Thì các bạn có thể đổi ở đây nha nè. Bấm ở bên đây và bấm cái chữ chọn lớp. Đây, từ lớp, nó chỉ có từ lớp 3 tới lớp 12 thôi hả? Ok, thì cái này nó chỉ có từ lớp 3 cho đến lớp 12 thôi nha. Đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì luôn. Này, tôi sẽ bấm dùng thử cái văn mẫu. Quảng cáo nè. Đây, nó có khá là nhiều những cái mục cho chúng ta để có thể xem tài liệu. Đó nè, viết bài làm văn số 1, nghị luận xã hội, tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân gian, rất là nhiều luôn. Ok, thì đây là một ứng dụng mình cảm thấy tư liệu rất là đầy đủ. Và nếu bạn nào cần thêm tư liệu mà làm biếng kiếm trên mạng thì có thể tìm kiếm trong ứng dụng này. Ok. Ok, và còn đây là cái app giải bài hay. Thì trong đây nó cũng có rất là nhiều môn luôn nè, toán, văn, soạn văn và vân vân. Nó cũng giống cái ứng dụng Vietjet lúc nãy. Đây là theo sách giáo khoa và nó có một phần nữa là sách bài tập. Thì có thể giải bài tập ở trong đây luôn. Thì mình thấy thông tin trong đây cũng khá là đầy đủ. Mình sẽ bấm thử cho mọi người xem.
như là môn văn nè, nó có chia ra theo từng tuần cho mình luôn nè, tuần 1, tuần 2, tuần 3 là sẽ có những gì. Ok, thì các bạn có thể bấm ở đây để quay trở lại và bấm ở cái khúc bên đây để chúng ta có thể đổi môn, đổi lớp luôn nè. Có bên này nó có đổi môn, đổi lớp, khá là nhiều thứ, thì tùy theo lớp các bạn thì các bạn chọn. Thì tôi cảm thấy là đây là hai cái app WeChat và cái app giải bài hay này nó có rất là nhiều tư liệu để tránh cho chúng ta mà kiểu như là không chép bài kịp trên lớp, thì các bạn cũng có thể vô app này để xem. Bởi vì ở đây cái phần này nó có cả trong sách giáo khoa lẫn sách bài tập luôn, thì đúng theo như sách giáo khoa luôn, chúng ta có thể chép, đỡ hơn là chúng ta phải đi mượn của bạn bè hay là lên hỏi lại thầy cô thì cảm thấy nó rất là phiền. Ok, thì hai cái ứng dụng này khá là phù hợp cho tất cả các bạn, và một best to cool này tôi nghĩ là các bạn nên có ba cái app này trong điện thoại của mình để học tốt hơn. Ok. Và ok, và lúc nãy là những cái app mà dành cho những các bạn từ cấp 3 trở xuống. Thì nếu như các bạn nào là tân sinh viên, nhất là ngành ngôn ngữ Hàn giống như tôi, thì hai cái app mà tôi nghĩ tất cả các bạn phải có trong điện thoại của mình đó chính là Dịch Tiếng Hàn và Từ Điển Hàn Việt. Thì tôi sẽ cho hai bạn xem hai cái app đó nó có công dụng như thế nào. Ok, thì có thể cho các bạn thấy luôn, đây là cái mục học tập của tôi, luôn luôn có hai cái app này trong đây. Thì cái phần mềm dịch này thì tôi nghĩ là nó quá là cũ rồi, thì ai cũng biết là nó cũng sử dụng rất là hiệu quả. Nhưng đây tôi sẽ chỉ giới thiệu tới hai cái app này thôi. Thì thứ nhất đó chính là cái app Dịch Tiếng Hàn. Thì cái app này nó phù hợp để chúng ta dịch các đoạn văn cũng như là các đoạn đề trong các nói chung là nó dịch những cái đoạn văn mà hơi dài một chút xíu. Cho nên nhưng mà nói với những cái từ nó hơi ngắn á, thì nó khó dịch hơn, dịch nó ra nghĩa nó chưa chắc là đúng. Thì ở đây có một cái phần mà mình thấy là rất là tốt, đó là cái phần mà kiểu chỉ ví dụ như mình sẽ viết một từ tiếng Hàn như là từ pi. Đây nó sẽ ra khá là nhiều từ và chúng ta chỉ cần chọn vô và bấm dịch ra. Ủa, Hàn Việt chứ. Có đề xuất. Mày cáo hoài. Ok. Đây nó sẽ ra ngay và chúng ta cũng có thể nghe luôn nó đọc như thế nào, và chúng ta có thể học luôn cả phát âm ở trên này. Đây chúng ta phải bấm vào cái chuông. Peace là mưa. Ok, khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà để chúng ta tra từ thì cái app này sẽ thích hợp hơn với chúng ta, đó chính là Từ Điển Hàn Việt. Thì đối với các bạn mà học như môn Nhật, tiếng Nhật hay là tiếng Đức, tiếng Anh gì đó thì các bạn cũng có thể lên Start Play và bấm tương tự như vậy, chỉ là đổi cái nước mà thôi. Thì nó sẽ có những cái app tương tự như vậy luôn, khẳng định luôn. Thì ok, thì chúng ta sẽ bấm này, ví dụ như chúng ta chỉ bấm một từ tiếng Việt như lúc nãy là từ mưa đi. Ok, đó ra khá là nhiều luôn, và nó ra rất là nhiều những từ mà kiểu nó đồng nghĩa như là mưa nè, mưa dầm, mưa phùn, mưa rào, mưa đá, rất thích hợp để cho những bạn là chúng ta muốn học từ vựng mà học những cái từ kiểu nó đồng nghĩa với nhau thì nó sẽ dễ học hơn. Ok, thì đây chính là hai cái app mà không thể thiếu được của tân sinh viên ngành ngôn ngữ tiếng Hàn như tôi và những bạn học ngôn ngữ khác. Nhớ tải để học cho tốt hơn nhé. Ok, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho tất cả mọi người về những app vô cùng tiện lợi. Vì bây giờ chúng ta mỗi người đã có một chiếc điện thoại rồi, thay vì dành thời gian để chơi game, hãy tải ngay những cái app này về để chúng ta có một best to cool thì là tốt nha. Ok, và nếu cảm thấy video này hay, hãy để lại một like và subscribe cho Beyond TV. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt. Nhớ nhấn cái chuông đăng ký theo dõi phía dưới để nhận những thông báo mới nhất từ kênh channel của tôi nhé. Ok, còn bây giờ thì bye bye.